Đối với các địa phương có dịch, cần kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời, bố trí lực lượng thường trực 24 trên 24 giờ để kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào vùng có dịch, thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, nơi chôn hủy gia cầm bệnh và khu vực xung quanh theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hộ chăn nuôi tại vùng dịch tạm ngừng nuôi mới gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y quản lý chặt chẽ đàn gia cầm đang nuôi, không thả rông gia cầm và thực hiện các biện pháp cho nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo quy định. Các xã thống kê tổng đàn gia cầm nuôi trên địa bàn, tổng hợp số lượng gia cầm chưa tiêm phòng vaccine cúm hoặc đã hết thời gian bảo hộ miễn dịch. Tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tăng cường giám sát dịch cúm gia cầm trên người, đặc biệt tại các hộ có gia cầm ốm chết và tiêu hủy do dịch, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh báo cáo cơ quan y tế theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn, báo cáo về tri cục chăn nuôi và thú y trước 16 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và cục thú y theo quy định. Đối với các địa phương chưa có dịch, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, tăng cường giám sát dịch đến tận hộ cơ sở chăn nuôi kinh doanh giết mổ gia cầm, cơ sở ấp trứng, chợ buôn bán gia cầm sống và sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm, thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các bến phà, bến đò, đầu mối giao thông tiếp giáp với các địa phương có dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Hướng dẫn hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm theo chỉ đạo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực kịp thời chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, công thương, tài chính, thông tin và truyền thông và công an thành phố tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và phòng chống dịch theo quy định.